Rồi chào mọi người. Hôm nay hàng về hơi nhiều, cửa hàng đã chất đầy chỗ rồi. Đó, thì từ trong ra tới ngoài, nhưng mà có một cái hàng này là mấy hôm nay mọi người đặt, thì hôm nay mới về tôi sẵn đây tôi làm video này để thông báo luôn là có hàng về. Thì mọi người còn nhu cầu thì qua lấy nha. Thì đó là cái bàn cắt gạch tấp vi. Đây. Đây là những cái bàn cắt gạch tấp vi mà hàng vừa về đây. Giờ tôi sẽ khui ra cho mọi người xem ha. Có điện thoại nữa. Trong thùng này nó gồm hai cái. Đó. Tấp vi này tôi cũng đã làm review rồi ha, nên tôi sẽ không có làm review lại, chủ yếu là giới thiệu cho mọi người thôi. Thì cái này nó có hình như cái mẫu này có nó có nâng nâng cấp lên chút về cái miếng nhựa đây. Cái miếng nhựa này là nó miếng nhựa này chắc nó nâng cấp lên để đẩy vô cho nó không có đụng cái trong đây. Tay vẫn màu đen ha, những cái tay cầm của nó vẫn vậy đó. Thì đã có hàng tại cửa hàng ha. Này là bằng cái gạch tấp vi. Rồi để tôi khui ra luôn. Khui cái để cho mọi người xem. Thôi người chào xíu là tôi bơi được cái nặng quá, không quay được, chào xíu. Rồi, đây khui ra rồi ha. Thì mẫu này vẫn sử dụng những cái bạc đạn hiệu tấp vi đây. Tấp vi vẫn dùng những cái bạc đạn này, cụm của nó là nó sơn màu đen. Trên đây có lót miếng cao su này để chấm giảm sóc đây nè, vẫn có cái đèn laser. Đèn laser. Đó. Thì cái bề rộng của nó là một tấc ha, bề ngang này nó lớn nè. Bề ngang nó lớn hơn. Thì tay cầm nó vẫn có những cái thước. Đó, quay cận cảnh ha, tay cầm. Hay là khui luôn cho nó dễ thấy. Đây. Đây là cây thước. Rồi. Đây là cái bát, bát này cắt bằng chéo. Một cặp thước ha. Rồi đó là phụ kiện của nó đó. Phụ kiện của nó gồm có hai cái thước này, một cái này, một cái này. Và cái đầu này. Cái đầu này cái bình dầu mọi người ha. Bình dầu này gắn ở đâu? Gắn đây nè. Cái này. Thì mọi người lưu ý nha, cái bình dầu này tùy tùy lô hàng nha, tôi không bảo đảm hết tất cả lô đều có nha, có cái không, nên nhiều lúc mọi người mua hàng mà không có thì cũng chuyện bình thường ha, nó không quan quan trọng nha. Thì đó, có cái không nha, tùy lô. Mà bình dầu này thực sự nó cũng là một cái ốc, nó bắt để mình bỏ dầu đây nè. Mỗi lần mình xả nó mình kéo lên nè, mình kéo cái van này lên nè, đẩy cái van này lên cho dầu nó chạy xuống cái thanh này cho nó trơn á ha. Nguyên lý hoạt động nó là vậy. Cái hoạt động đó là nó gắn ốc vô đây, mình đổ dầu vô đây, mình muốn mà bôi trơn mình kéo cái này lên đây nè, kéo một cái thì dầu nó sẽ chảy xuống đây, nó bôi trơn cái thanh này thôi, nó chỉ công dụng vậy thôi. Nhưng mà mình đâu lúc nào cũng phải đẩy trơn dầu vậy đâu nha, lâu lâu trăm lần thôi, nên cái này lúc cầm theo nó vướng víu, nó vướng víu nên có lô tôi về có lô tôi về không, nên này mình không quan tâm ha. Rồi phụ kiện của nó đây, hai bánh xe tay mở đồ bắt ốc vít. Đây là cái thang máy. Rất là cứng rồi, rất là êm ha. Đó. Cái cao su này có công dụng này nè. Khi mình đẩy lên đó là nó đụng vô đây, nó êm hơn cái này. Thì nó có cải tiến thêm cho đó. Đó. Thì còn hai cái miếng cao su này, này hai miếng cao su này là cao su tựa lên gạch á, cho nó êm á, nó êm, không có bị chày lớp men của chúng ta đó, có gắn sẵn luôn. Thì cái bát này có thể chỉnh qua chỉnh lại được. Nói chung mấy này cắt rất là khỏe rồi, tôi làm review cũng nhiều rồi, mọi người không có bận tâm là nó cắt ok không ok. Thì thôi cũng lấy đường gạch ra cắt cho mọi người xem ha.
Giờ tôi cắt một thai nha. Do nó khỏe nên nó cắt rất là khỏe. À. Nói chung mà đường cắt rất là thẳng. Rồi ok mọi người ha. Rồi hàng nó về rồi, mình còn thiếu ai thì anh chị em nào cứ qua cửa hàng lấy. Số lượng cũng có hạn ha, có khổ 8 tấc và 1 mét luôn. Là khổ là các gạch khổ 8 tấc và có khổ 1.000 luôn, khổ 1 mét luôn ha. Rồi đó, cửa hàng về như đó đó. Còn ở trong đây là thôi nó quá trời. Rồi thôi, cảm ơn, xin chào.